Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một sáng có tên là Du Network. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn click vào link mô tả dưới video mở Telegram Start Chatbot các bạn. Cho bạn đứng xa đi tiếp mà. Trên cái góp này các bạn sẽ nhận được 10 đô tục 10 đô tập cần đi nha các bạn. Kèo này random, thấy tiềm năng quá nên làm luôn. Rồi, tổng buôn này góp là 15.000 tập cần có cái hiệu là COL nè bạn. Có bấm continue nè. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn xôn cái góp nè. Rồi, bấm up lên. Xôn tiếp kênh seller nè. Rồi, bấm up lên. Rồi, trên tài Twitter thì bạn copy hashtag này nè bạn. Xin nha các bạn. Các bạn copy hashtag vào đây, các bạn like và pinboard nè. Rồi, trên tờ Twitter các bạn like nè, các bạn chia sẻ tweet nè. Các bạn dán hashtag tới vào và tăng bài của bạn mình vào các bạn. Các bạn tweet lên nè. Sau đó các bạn bắt up lên nè. Các bạn bấm vào submit đi tên. Ôi, sorry các bạn, mình còn tiếp là up to wallet của market cap nè các bạn. Rồi, trên command cap thì các bạn bấm vào một after wallet nha các bạn. Chụp màn hình nó luôn đi, coi nó có kêu mình gỡ thì mình gỡ, không gỡ thôi. Rồi tiếp tục join tiếp kênh seller nữa nè. Rồi tiếp tục follow Twitter và Tweetbot nữa nè. Rồi trên Twitter nó bạn thích nè. Các bạn chỉ dẫn như Tweet nè các bạn. Các bạn đi tiếp username của nó nha các bạn, cộng này drop. Rồi bạn tweet lên nè bạn. Rồi sau đó nó hỏi các bạn xoay group controller, bấm don nè. Nó có add to wallet không thì bạn bấm don nè. Add network không có add to wallet don. Tiếp tục bạn ra đường link profile tại Twitter của mình nè bạn. Rồi thì bạn mở tại Twitter mình ra nha các bạn. Các bạn nhập vào avatar của mình nè, nhập vào một hồ sơ nè, nhập vào ba anh cùng nè, nhập vào chia sẻ nè. Sau đó các bạn sẽ chép liên kết nè, gọi là chatbot nè. Sau đó các bạn xoay sang gấp nè, các bạn xoay xong bấm don nè. Sau đó hỏi từ quý thông các bạn bấm z nha bạn. Rồi tiếp tục gửi địa chỉ BNB Smart Chain Bet20 trên chocolate của mình nè. Đây là chatbot nè các bạn. Rồi sau đó các bạn việc lấy ghép mà chia sẻ cho ông bà những cái thằng nó kiếm theo cần các bạn. Đây thì cho kênh rep support của nó, các bạn join sao các bạn. Sau này có cái thắc mắc gì thì các bạn vào đây các bạn support, nó hỗ trợ cho tất cả các bạn nha các bạn. Rồi vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.